được chưa? Ở đâu nhận tí em vô đâu ngồi thấy chỗ già ừ. À, đúng rồi, e anh không nhận định định nhanh rồi anh ngồi vậy được không? Được luôn, e này em tâm anh không? Đúng rồi, đó, đó đang nhìn đó, qua chào cái mặt anh á. Rồi, ok nha. Cái gì vậy? Vậy lâu đó, dở ổng xì rồi. À, lúc này anh phải lúc này là anh đi luôn á. Nè, gì vậy nè, không ra nè, liếm nè. Mà bớt liếm thì đập cắn nè. Rồi. Rồi, ok nha, chuẩn bị. Này, đây, cái mặt của anh chắc. Máy chạy 3, 2, 1, diễn. Anh có thể mời em tối nay đi tối với anh được không? Dạ, không, xin lỗi anh. Anh không được kiếm chuyện với anh Huyền nữa nha. Em không cười nha. Em biết cười gì trời. Em không biết quá. Em chịu nha rồi. Lại đây đi. Tâm ủa rồi anh không phải bỏ em đó đó anh mới diễn nè. Dưới nước da nõn nè này kia. Tiệt phẩm nè. Đưa xuống nè. Đưa xuống nè. Đó. Đó. Gì quá. Nè. Ờ cái gì vì hôm nay chết luôn á. Học trò phải trả bài cho thầy nha. Đây, danh nữa, anh gì là danh? Tên tao. Tên tao chưa học anh bài quan tao. Thôi nha, anh làm tầm gì giúp nha nè. Cứng hết rồi. Hỏi cái da, cứng hết rồi. Phải anh vừa ốp sát xuống anh vô đó. Thằng chó, mày làm gì vậy? Lại là mày hả? À, mày định làm trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Em làm đó. Em mà đứng dậy em biết gượng thôi, em biết gượng thôi. Anh ơi, xử em gượng. Không nha, anh ơi của em. Anh ơi của em. Ừ, cái anh vừa chạy lại cái. Ủa nhưng mà em đánh tới đây sao anh quyết định? Không, đừng có em rồi. Em nói là bắt nữa chứ. Đã không bắt em nha. Anh Quang, bắt nữa là bắt nữa luôn. Anh Quang được, anh Quang được vậy nha thôi. Rồi, anh Quang. Anh có vừa chạy lại đâu thì mới nói là em nằm yên đó. Không, anh kia. Mày đứng yên đó. Anh kêu em mới đúng. Ừ, đúng rồi. Mày đứng yên đó. Ừ. Mày đứng tới với con gái mình thôi đó. Ừ, thôi thì đừng game là em sợ luôn, em đứng em nằm luôn. Kêu lên kêu Hoàng đây. Anh Hoàng. Mày đứng yên lại. Mày đứng tới cứu nó. Tao giết luôn hai đứa mày tụi mày. Dùng từ xử đi anh, đừng dùng từ giết à. À, mày từ xử. Mày cứu đó, tao xử luôn hai đứa mày đó. Giờ tụi chúng em xử hai đứa mày đó. Giờ bắt đầu có điện thoại đúng không? À. Đúng không? Sao? Rồi, để vậy. Đi. Nghe dạ, để dưới gói đi anh trở về. Em nghe lại ca. Có ai ấp cho anh không? Phải khỏi rồi. Có, để thật, điện thoại cho. Ok, kịp bản rồi, điện thoại. Anh em dạ. Sushi. Anh sushi ghẻ dạ. Không? Em xin lỗi. Người sushi ghẻ không không? Đâu đó, anh biển nha, anh chia sẻ thoại. Được rồi chứ? Chị đâu em? Rồi, đỡ chị thôi, trời ơi. Ủa, em có mấy em nhờ em được hả? Mẹ nó chân chạy. Trên điện thoại mà em đi bên khách sạn rồi sao? Rồi chưa? Làm không. Rồi được rồi, ra đó. Anh sao vậy? Anh ra đó. Chơi 3, 2, 1, diễn. Em sẽ cùng với anh. Thầy bắt đầu trả bài trò nha. Không, anh dùng cái này kỳ quá nè. Dùng này đưa giúp cho được kiểu anh nè. Ờ đúng rồi, anh quên cho. Bộ của anh còn nói em. Anh lấy con kỳ rồi. Anh bắt đầu trả bài. Anh bắt đầu trả bài. Không, đi. Không, mỗi bài luôn rồi, mỗi bài luôn. Cho nó nhiều anh gian như vậy. Ừ. Rồi. Cho anh xem tối nè. Máy chạy nha. Máy chạy nha. 3, 2, 1, diễn. Sau đêm nay á, em sẽ tụi. 3, 2, 1, diễn. Ủa đó anh Thành Ly, anh đang có nét kia chứ. Ủa tao kiếm ngồi vậy. Chưa hả, mà ngồi kiểu gì vậy hả. Chị cho anh đi cũ đúng rồi. Đi cũ vậy sao được. Không không, em lết lết vô. Từ em ngồi lên để thằng kia nó để cho để anh nghe điện thoại á. Thời điểm mà em ngồi lên, thời điểm mà anh nghe điện thoại của ông sếp anh. Đúng rồi. Em diễn cái cũ nãy em với anh Hoàng nhắm lên cái anh mới tiếp tục hỏi với thằng Giang nha. 3, 2, 1, diễn. Thằng chó. Mày lại đi vậy hả? Anh Hoàng. Mớ mày. Lại là mày nữa hả? Sao khó lắm rồi vậy mày? Ủa em gọi hết rồi. Em sớm em để anh dưới thoại máy ấm tao gọi để em gọi mày. Ông muốn em là cái. Ra đây nghe nha. Ông muốn em một quán cái đây nè. Ông muốn em cái là em phải ngồi vậy rồi. Không ngồi đi. Để anh dưới thoại cái tại đỡ dựng cái gì dưới đây rồi. Anh dưới thoại cái mình phá đám mà em lên anh quen.
thấy không, để anh với nó còn tiếp vậy rồi anh ra đây nhóm thẳng thẳng cái chân xuống được không, kêu anh có nhúng kêu anh quay là em nhóng lên nha, thì anh mới hỏi kia nha. Từ đây không người, từ đây bắt nó thôi. Đúng rồi, lấy từ đây nha. Giờ từ đây em xôn ra đây nè. Anh với anh hỏi câu hai câu em bắt nó nha. Ok. Em mới nói anh quay nha. Rồi cho có thằng chó làm như vậy. Rồi, chớm bậy, máy chạy. Rồi. 3, 2, 1, diễn. Thằng chó, mày làm như vậy. Ủa quá lắm rồi được hả mày? Lấy nét lại, lấy nét lại. Lấy nét lại. Chính đó, ok, tưởng tới đó. Chào các bạn đến với kênh Là Chuyện TV. Hết giờ quảng cáo rồi, quay nè. Anh chưa, anh chưa. Rồi. Em biết anh gì vậy? Ủa Nhi, em sống ở đây hả? Anh Đạt hả? Anh Đạt. 3, 2, 1, 5, 6, 7. À, Dâu. Anh Đạt đụng mẹ đến đây làm gì chưa tay rồi. Đạt đủ dữ quyết. Bé thêm biết nữa. Anh Đạt không chính. Anh muốn nói đây anh chính thêm cái nữa hay gì? Anh Đạt cũng hiểu lắm rồi. Bà Châu này bà đi. Còn đây đi luôn nha. À cái này không phải. Cái này hình. Ở đây hình nè. Ok. Một anh. Gọi là đen. Nhưng mà mày nhìn gì vậy? Mình đen. Mày đen nhưng mà xin được xin rồi. Nên cổ lồn. Lớn không? Anh làm sức không về. Hôm nay anh làm sức không về nhà. Rồi. Dạ đúng không, anh bà quen không? Rồi. Ôi là trời. Ôi giờ đây nét rồi nha. Tắm hả? Không có. Cứ bông gòn nè. Cứ bông gòn. Còn một cái trên điện thoại nữa mà. Trên không mốt đấy. Rồi vô chết rồi. Chờ nó như bị hư rồi. Rồi, đi bay. Em sợ cái điện thoại này nó ti dữ lắm. lấy cái 13 quay qua anh. Anh Nam cầm thì cứ an tâm rồi vô ra. Thấy Nam bị thôi chứ về nhà con kết con chó à. Về nhà có ai giết rồi nữa. Con cầm được chó. Rồi vô nè. Rồi. Từ từ đi chỉnh tóc đi. Chuẩn bị. Máy chạy. 3, 2, 1, diễn. Hai năm rồi, anh không nghĩ là chúng ta tình cờ gặp nhau tại đây. Bây giờ thấy em khỏe mạnh như vậy, anh vui lắm. À, tuy đây là quà cho em khách hàng bên công ty anh, nhưng mà dù sao thì anh cũng chúc em sinh nhật vui vẻ nha. Cảm ơn.